Yo, xin chào tất cả anh em đã đến với channel của OMG Central. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review cho anh em một tựa game MMORPG hành động nhập vai siêu cuốn luôn. Dự án này nó có tên là Metasim. Nó kiểu dạng như là game bắn súng như đột kích, CSGO các thứ ấy. Và mình thấy cái con game này nó khá là hay và nó cũng bán được rất là nhiều NFT ở trên OpenSea. Cho nên là mình review cho anh em xem. Ai cảm thấy nó hợp lý thì anh em có thể tham khảo chơi cho vui nhá. Rồi và không để mất thời gian của anh em nữa thì mình sẽ vào review tổng quan về cái dự án Metasim này luôn. Và đầu tiên thì Metasim nó là một thể loại game hành động nhập vai bắn nhau. Anh em có thể sử dụng các cái nhân vật của mình để chiến đấu với các quái vật hoặc là giữa các người chơi để giành phần thưởng. Hiện tại thì Metasim nó đang có cái chương trình alpha test dành cho user có whitelist với tổng giải thưởng lên đến 25.000 đô. Những anh em nào mà đã trúng whitelist trước đó thì có thể tham gia để nhận phần thưởng anh em nhé. Và cái dự án Metasim này thì nó có rất là nhiều những cái tính năng, nhưng mình sẽ nói đến bốn cái tính năng cốt lõi của cái dự án game này. Tính năng đầu tiên là trải nghiệm MMO qua cái chế độ PVE và PVP. Tính năng thứ hai là NFT có giá trị nội tại, nhiều chức năng và giá trị xã hội. Tính năng tiếp theo là đồng quản lý người chơi, thì anh em có thể hiểu cái này là cái chế độ bang hội và biểu quyết đao. Cái tính năng cuối cùng là cái tính năng đồng sáng tạo người chơi, có nghĩa là anh em có thể tạo NFT và mod bằng trình chỉnh sửa trên cái vùng đất là NFT của anh em. Về cái phần partner của Metasim thì mình thấy là có một số bên cũng khá là ổn và nổi trội như là Foca Starter, Diabrada, Mixmaho và nhiều tổ chức khác, anh em có thể thấy danh sách ở trên hình. Rồi và Metasim có hai token, một token là mood và một token là mát. Trong đó thì token mood là token in game, còn cái token mát là cái đồng token quản trị anh em nhé. Rồi và về cái team dev thì mình cũng có check qua, theo cái thông tin sâu ra ở trên web thì mình thấy là đây cũng là một trong số những cái team làm game khá là khủng và nổi tiếng trên thế giới, thì anh em có thể tìm hiểu thông tin thêm về họ nhé. Rồi và đó là toàn bộ thông tin cơ bản về dự án Metasim. Anh em có thể xem phần hướng dẫn chi tiết hơn về cách chơi, cách mua bán, trao đổi token NFT trên kênh YouTube của OMG nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.